tiếp tục hành trình mua quất. Có nhiều quất xấu không? Ờ, hình như ở đây có đúng không? Lẽ ra này có. Cái này khả năng sẽ hơn. Ôi giời, hôm nay mình mặc áo len nóng thế. Kìa. Nhìn nó xanh nhưng nhìn chưa to đấy. Ra đây nha, bay ra. Tao đi vào trong nữa. Dưới bãi vậy. Vướng. Này được rồi, quất mặt quả đẹp này thì nữa. Đều chưa? Nhưng mà mỗi tội ngọn xấu vãi. Ngọn mất cắt lá này. Cắt nó làm gì? Đâu? Đâu? Cái này có người đặt rồi. Đó. Buộc như này là có người đặt. Điên à, phải bộ giấy cơ. Không tin hỏi mà xem buộc này thầy nào cũng có người đặt luôn. Đây này, buộc này đánh dấu này thầy nào cũng có người đặt.
Thông tin cứ hỏi em xem. Này, quất mặt bằng ở cái vườn này cứ hay kiểu có mấy cái ngồng lên nhở? Không? Cái nào như cái nào? Toàn kiểu ngồng lên. Cái này cũng chỉ 1,1 triệu một loại thôi. Cái này nhìn chung mẹ đẹp mà. Lạ luôn. Thử không? Thế á, chịu. Những cây xóa này chắc là tẹo nữa sẽ buộc vào để cho nó sụp sụp một tí. Đây mà áo len cao cố này. Tính ra đi bộ xem quất này phải tính một cây số ấy nhở. Để mình quay lại cam cho mọi người thấy nhá. Có chứ. Rõ ràng thế mà hợp mua vừa bán. Cây mình thích nhưng phải hợp với giá tiền chứ. Nhìn bên này người ta rào cẩn thận thế.